Dạ em Phượng xin được kính chào toàn thể các bác ạ. Vâng, hôm nay thì video của em Phượng lại tiếp tục lên một mẫu bếp phun chức năng. Có bác nào đang quan tâm tới dòng bếp Nhật thì hôm nay ghé vào video của em Phượng tham khảo ạ. Dạ vâng, trước khi vào giới thiệu bếp thì em Phượng cũng xin các bác nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em Phượng một nút đăng ký kênh và cho em một like, một chia sẻ. Em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Vâng, thì kho em Phượng thì rất là nhiều mẫu mã bếp các bác ạ. Bếp rồi quạt Nhật các bác nhé, bếp ga quạt Nhật này. Bên em rất là nhiều, em sẽ sơ qua về kho bán hàng của em Phượng cho cả nhà mình xem ạ. Đây ạ, quạt cây này, quạt cây đây các bác, quạt cây, quạt bàn, quạt lửng rất nhiều. Ngoài ra bên em này còn có máy lọc không khí, máy hút ẩm này và bếp ga mini này, bếp ga âm, bếp ga từ, rồi máy rửa bát này. Đó, rất là nhiều máy massage này, rất là nhiều mẫu mã bếp các bác nhá. Bếp ga thì bên em có giá từ 1,7 triệu trở lên và quạt Nhật thì bên em có giá từ 1,5 triệu đồng trở lên các bác nhá. Mùa hè tới nơi rồi, có bác nào đang cần mua một chiếc quạt Nhật thì có thể liên hệ với em Phượng, em sẽ tư vấn sau ạ. Dạ vâng, thì khi các bác cần mua mặt hàng bên em Phượng thì có thể liên hệ qua số điện thoại của em là 0334300810 hoặc Zalo của em cũng 0334300810 ạ. Vâng, thì không để các bác chờ đợi lâu, hôm nay thì em chính thức lên một mẫu bếp phun chức năng thương hiệu Zinai đó. Mã model của bếp là ZKG SV661E6 cả nhà nhá. Dạ vâng, thì con bếp này thì là mặt kính nhá các bác nhá. Mặt kính này, bô viền kim loại này. Mẫu mã thì rất là đẹp này. Màu xanh lục các bác nhá, màu xanh lục bão này, rất là đẹp luôn này. Đó. Con bếp bô viền rất là chắc chắn, nhìn mẫu mã rất là đẹp các bác nhé. Bếp phun chức năng thì là lò nướng 2 tầng lửa các bác nhé. Đó, lò nướng 2 tầng lửa đấy ạ. Khay nướng, vị nướng thì đều bằng inox các bác nhé. Đó. Bếp bên em Phượng thì đã qua sử dụng rồi nên là không còn đạt độ mới 100% các bác nhé. Có con thì đạt độ 90-95%, còn có con thì đạt 90-92% nha các bác nhá. Vì qua sử dụng rồi cho nên là cái khay nướng họ đã sử dụng rồi cho nên nó có ngã màu vàng các bác nhá. Nhưng mà nó cũng không có vấn đề gì các bác nhá. Nó bằng inox thì không bao giờ rồi lô bị dỉ sét đâu ạ. Dạ vâng, thì em sẽ quay trong khoang nướng cho các bác xem này. Đó, khoang nướng cũng rất là rộng rãi này. Bên trong thì là inox nguyên bản hàng của Nhật các bác nhá. Hàng về thì bên em Phượng chỉ mới là dọn vệ sinh nhá, dọn vệ sinh cho sạch sẽ thôi ạ. Còn bên trong nội thất của bếp đều nguyên bản hàng của Nhật luôn ạ. Dạ vâng. Thì đây em sẽ cho các bác xem trong cái họng bếp này, họng của bếp này. Đó, họng của bếp thì là vệ sinh sạch sẽ rồi các bác nhá. Đôi bô chi lửa của con này thì là bằng đồng nguyên khối này cả nhà này. Đó, bằng đồng nguyên khối thì các bác nấu cứ yên tâm nhá, sẽ không bao giờ lo bị dỉ sét ạ. Đó, kim cảm biến cũng đang rất là mượt và kim tâm cảm biến chạm đáy nồi nhá. Khi mình đặt nồi lên đây nó chạm đáy nồi và đôi nhiệt độ cho mình, khi nhiệt độ tăng lên tới 250 độ C thì nó sẽ bùng lửa nhỏ lại nhá. Và khi quá 250 độ C thì nó sẽ tự động tắt ngọn lửa và khóa ga. Kim đánh lửa và kim khóa ga. Bếp Nhật bên em dù dòng đắt tiền hay rẻ tiền, đời nấu bình thường hoặc là phun chức năng thì đều có là cảm biến tự động tắt lửa và khóa ga các bác nhé. Rất là an toàn luôn ạ. Sử dụng bếp Nhật thì cực kỳ là an toàn, không lo bị cháy nổ ga này hoặc là cháy nồi này. Rồi rất là tiết kiệm ga nhá, lên tới 30% ga cho nhà mình ạ. Đó, và em sẽ
thử với cái chức năng chống cháy nổi của con bếp này, bên trái bếp này. Đó. Mình sẽ đi lấy một cái nồi nữa các bác nhé, thử cái chức năng chống cháy nổi. Rất là nhiều mẫu mã bếp các bác nhé. Các bác ưng mẫu mã nào thì liên hệ với em sẽ tư vấn sau ạ. Đó, em sẽ thử này, chức năng chống cháy nồi của con bếp này cho các bác xem nhé. Lửa lên thì rất là đẹp này. Các bác theo dõi video của em thì sau khi quá trình lên nhiệt độ lên tới 250 độ C thì nó sẽ bùng lửa nhỏ lại các bác nhé. Và quá 250 độ C thì nó sẽ tự động tắt ngọn lửa và khóa ga. Với chức năng chống cháy nổi, tắt lửa là khóa ga. Còn với chức năng dò dỉ ga, khi có tác động bên ngoài, gió làm tắt ngọn lửa, thì sau khi 10-15 giây nó sẽ khóa ga các bác nhé. Đó, bếp bên trái của em đã bùng lửa nhỏ lại rồi này. Bếp Nhật nấu rất là vip luôn cả nhà nhé. Tự điều chỉnh ngọn lửa. Đó. Và bếp thì tự động khóa ga sau khi ngồi nồi cạn nước này, tắt lửa và khóa ga này, nước trào làm tắt ngọn lửa cũng khóa ga này, đó, gió thổi làm tắt ngọn lửa cũng khóa ga luôn. Và trong khi chờ đợi thì em Phượng đi chi tiết về những chức năng của bếp nhé. Bên trái của bếp này, đầu tiên thì khai chứa pin các bác nhé. Bếp bên em thì dòng bếp Nhật thì dùng IC đánh lửa bằng đôi pin này. Đôi pin này thì mình có thể ra cửa hàng tạp hóa nhà mình mua pin Việt Nam mình nhá. Đó, bếp bên trái của em đã tính còi vang lên là khóa ga rồi các bác này. Đó, em giới thiệu tiếp thì là có đồng hồ hẹn giờ này, cộng tăng trừ giảm các bác nhá. Có hẹn giờ nấu cơm nấu cháo này. Đó, điều chỉnh ngọn lửa bên trái bếp này. Đó, thì bằng cần gạt các bác nhé. Em sẽ thử luôn cái chức năng chống cháy nồi của bếp bên trái này. Tắt lửa là khóa ga này. Khóa ga luôn cả nhà nhé. Rất là an toàn luôn ạ. Và tiếp theo chờ đợi bếp bên phải thì em sẽ đi chi tiết. Ồ, bên phải thì cũng đã khóa ga, tắt lửa rồi các bác này. Tắt lửa rồi. Tắt lửa là khóa ga, em thử cho các bác xem là em quy chi tiết về chức năng ở bên phải bếp nhé. Đó, tắt lửa là khóa ga luôn cả nhà nhé. Chức năng chống cháy nồi rất là an toàn luôn ạ. Và tiếp theo em sẽ đi chi tiết về bên phải của bếp này. Có hẹn giờ nấu nước này, 5 phút, 10 phút này. Có phím 3S này, khi cần sử dụng với nhiệt độ cao thì các bác nhấn vào đây cho em 3 giây ạ. Khi mình cần sử dụng nhiệt độ cao thì mình dùng cái phím này để đỡ làm ngắt ngọn lửa các bác nhé. Vì là lửa bếp Nhật thì tự điều chỉnh ngọn lửa khi lúc đầu em đã giới thiệu rồi đó. Và không để làm ngắt ngọn lửa thì với nhiệt độ cao mình dùng cái phím này để mình sử dụng cho nó được đều lửa các bác nhé. Và tiếp theo thì lựa chọn của với cái nhiệt độ cao từ 160 đến 200 này, tùy các bác lựa chọn này. Và bên đây biểu hiện quân cá thì là lò nướng này, cộng tăng trừ giảm này. Đó, tín nhấn của lò nướng này. Đó, lửa trong khoảng nướng đây các bác, rất là đẹp luôn này. Lửa cực kỳ là xanh nhá. Lửa xanh thì đó là đốt cháy hết nguyên liệu của ga này, tiết kiệm được ga, và nấu thì rất là sạch sẽ các bác nhé. Đó, em vừa thử hai bếp đều khóa ga nhé. Và trong khi này vẫn để cái mức nấu này, bếp sử dụng rất là an toàn cả nhà nhé. Có bác nào đang quan tâm tới dòng bếp Nhật lò nướng 2 tầng nữa thì hôm nay tham khảo video của em Phượng ạ. Và em xin được báo giá con bếp này em đang bán với giá 3.800.000 đồng các bác nhé. Vâng, 3.800.000 đồng, bao ship và bảo hành 1 năm. Đồng thời bên em sẽ hỗ trợ kỹ thuật bếp trọn đời luôn ạ.
Vâng, cô bác nào đang quan tâm tới dòng bếp Nhật thì hôm nay tham khảo video của em Phượng, nếu giá cả và chất lượng của bếp đều ok thì các bác có thể mua ủng hộ cho em Phượng với nhé. Và khi giao hàng cho các bác thì em Phượng sẽ tặng các bác đôi pin mới để hàng đến nơi mình nhận hàng cho em nhé. Đó. Và bếp thì bên em toàn bộ bao lưới chống chuột cho các bác luôn ạ. Đó, có bác nào quan tâm tới bếp Nhật thì có thể liên hệ với em ạ. Thì video này em xin được tạm dừng ở đây. Em rất chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành hết video của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo của em ạ.